Cảm ơn quý vị đã giữ màn ảnh và chúng tôi xin được trở lại phần 3 của chương trình. Thưa với quý vị, chúng tôi đang nói với quý vị về cái chương trình Sở Môi trường Vệ sinh Midway City. Cái đề tài có lẽ nó hơi buồn chán một chút xíu, có lẽ nó hơi boring một chút xíu. Tuy nhiên, nó đi thực tế vào trong cái cuộc sống của chúng ta. Chính vì như vậy mà chúng tôi không ngại ngùng để mà dùng cái chương trình này để thưa chuyện với quý vị. Chúng tôi biết rằng có rất nhiều người cũng đã hỏi chúng tôi về cái chương trình này, hoặc là về nhiều cái vấn đề liên quan tới Sở Môi trường Vệ sinh. Nếu mà nó có boring quá thì xin quý vị cũng thông cảm. Nhưng mà quý vị biết rằng là những cái thông tin mà chúng tôi gửi cho quý vị rất là quý, và xin được quý vị hãy giữ lại cái số điện thoại để chúng ta có thể liên lạc. Một trong những cái mà chúng ta có thể nói tới đó, thưa với Giám đốc Mark Nguyễn, là chúng ta sẽ đi vào cái chương trình mà gọi là làm sao để cho họ biết được những cái rác nào nó vào cái thùng rác nào. Như chúng ta nói là chúng ta có ba cái thùng rác: thùng rác màu đen, thùng rác màu xanh dương, màu xanh lá cây. Thế thì bây giờ một trong những cái phương thức là nào để cho người dân hoặc là cư dân hoặc là đồng hương của chúng ta biết được rằng là cái rác này nó thuộc vào thùng này, cái rác này thuộc vào thùng này, rác này thuộc vào thùng này. Xin giám đốc có thể nói thêm về này. Dạ, cảm ơn anh chị. Thì thường thường là rác ở nhà là 75% là nên bỏ trong thùng rác màu xanh dương. Thùng rác màu xanh dương là theo người Mỹ nói là nó là recyclable. Những mấy cái rác mà tái chế giống như là giấy, mấy cái lon, mấy cái chai bia, những mấy cái cao su, những mấy cái đồ food to go, đồ chơi em bé, những mấy cái gì mà cứ bằng recyclable thì nên bỏ trong thùng rác màu xanh dương. Nói chung lại là những cái vật dụng nào mà tái tạo được, thưa quý vị, là bỏ vào trong thùng rác màu xanh dương. Cái lợi của cái đó mà 75%, thưa quý vị, 75% rác của quý vị ở trong nhà đó đã đi vào cái thùng rác màu xanh dương đó. Và cái tốt mà khi mà quý vị bỏ đúng như vậy thì sao? Thì cái thùng rác màu xanh dương đó, khi mà Môi trường Vệ sinh đó, đem mấy cái rác mà ở trong thùng màu xanh dương đó, đi đổ đó thì không có tốn tiền. Dạ. Yeah. Thì đó là cái quan trọng, thưa quý vị. Quý vị bỏ vào trong thùng rác đó, 75% rác của nhà chúng ta mà chúng ta đưa đổ ở bãi rác đó thì chúng ta không phải trả tiền cho những cái rác đó. Còn ngoài ra thì sao ạ? Còn ngoài ra đó là 20% của rác nhà là nên bỏ trong thùng rác màu xanh lá cây. Thùng rác màu xanh lá cây là bỏ những mấy cái thứ gì giống như là đồ ăn dư thừa, mấy đồ ăn hư, phân của mèo, chó mèo, hay là chó mèo. Những mấy cái gì mà giống như là lá cây, cỏ, mấy cái gì vậy. Nói chung lại là những cái đồ mà trong cái thùng rác màu xanh lá cây, thưa với quý vị, là chúng ta có 100% rác, đúng không? Điều chúng rác đưa nhà ra ngoài là 100%. 75% nó đi vào cái thùng rác màu xanh dương rồi. Thì còn là 25% là 20% đi vào cái thùng rác màu xanh lá cây. Tôi gọi màu xanh lá cây để nó dễ cho quý vị hiểu rằng là quý vị cắt cỏ những này kia đó, là tỉa cây những này kia, quý vị có thể bỏ vào cái thùng rác màu xanh lá cây nhé. Đó là những cái vật. Rồi bên cạnh đó thì quý vị có những cái đồ ăn dư thừa mà quý vị không có dùng nữa, quý vị bỏ trong cái bịch, quý vị túm nó lại, quý vị bỏ trong đó thùng rác màu xanh lá cây nha quý vị. Tại sao tôi nói như vậy? Thùng rác màu xanh lá cây chứa đựng những lá cây cũng như cỏ cây và những cái đồ ăn còn dư lại để có thể tái tạo lại thành phân bón hoặc là làm xăng để mà cho xe chạy. Thưa với quý vị, cái đó rất là quan trọng. Từ những cái rác chúng ta có thể tái tạo lại để mà làm cho cái vật dụng dùng sau này, hoặc là làm xăng để chạy, hoặc là làm phân để bón. Thành thử, thưa với quý vị, đó rất là quan trọng khi chúng ta bỏ vào cho đúng, mà chúng ta lại không có bị phải trả tiền, mà save tiền của quý vị, có nghĩa là save tiền của district, có nghĩa là save tiền của quý vị. Rồi thì cái thùng rác màu đen thì sao cơ? Dạ thì thùng rác màu đen thì chỉ có nên 5% bỏ trong rác màu đen. Thùng rác màu đen nên bỏ những mấy cái gì giống như là rác của phòng vệ sinh, những mấy cái tã của em bé. Nếu mà thùng rác màu xanh lá cây quý vị bỏ quá nhiều, ví dụ cái tuần đó quý vị cắt cỏ, cắt cây để đi, nó nhiều quá, không có chứa hết, thì quý vị nên bỏ trong thùng rác màu đen. Nhưng mà
thùng rác màu đen là chỉ cho cái gì mà rác gì mà không được tái chế thôi. Dạ vâng, thùng rác màu đen rất là ít, thưa quý vị, chỉ có 5% rác của quý vị bỏ trong nhà ra đó, chỉ có 5% nó đi vào thùng rác màu đen. Cho nên có những người bây giờ hiện đang có hai thùng rác màu đen ở cửa sổ môi trường vệ sinh sẽ lấy đi một thùng. Và nếu mà quý vị cần thiết mà có thêm cái thùng rác màu đen thứ hai đó, quý vị phải trả 170 mấy đồng cho một năm. Thưa với quý vị, mà chúng tôi không nhìn thấy được cái sự mà cần thiết là quý vị phải có thêm một cái thùng rác màu đen. Tuy nhiên, nếu mà quý vị cần thêm cái thùng rác màu xanh lá cây hay một thùng rác màu xanh dương, bởi vì nhu cầu quý vị có nhiều, quý vị có thể yêu cầu họ đưa thêm một cái thùng rác màu xanh lá cây hoặc thùng rác màu xanh dương không tốn tiền. Nhưng với điều kiện là quý vị phải có nhu cầu nhé. Vâng, chúng tôi nói như vậy thì chắc chắn là còn nhiều lắm thưa với quý vị. Có điều là chúng tôi như quý vị, chúng tôi thưa với quý vị là chúng ta đang ở trong cái mùa bầu cử, mà chúng tôi cũng được biết là giám đốc, cảm ơn giám đốc đã lên đây này để trình bày cho cư dân cũng như là đồng hương của chúng ta biết về cái phúc lợi hoặc là cái quyền lợi của chúng ta trong cái sở môi trường vệ sinh. Chúng tôi được biết là giám đốc cũng ra tranh cử trong, phải tái tranh cử lại trong kỳ này. Dạ đúng vậy anh chị. Mark Nguyễn cũng tái phải tranh cử cho làm giám đốc lại của sở môi trường vệ sinh Midway City. Dạ vâng, thường thường thưa với quý vị là cái nhiệm kỳ là 4 năm. Tuy nhiên anh Mark Tuấn Nguyễn là được bổ nhiệm vào thay thế cho bà Margie Rice khi bà mất đi trong cái năm vừa qua. Thành thử ra chính vì như vậy mà giám đốc Mark Nguyễn đã đi hết cái nhiệm kỳ đó, và trong cái nhiệm kỳ mới thì giám đốc phải ra tranh cử trở lại. Đối với tôi là một trong những người giám đốc đã làm trong đó 6 năm, tôi nhìn thấy cái sự mà đóng góp của giám đốc Mark Nguyễn cho cái chương trình mà phục vụ môi trường vệ sinh cho cư dân cũng như là cho đồng hương của chúng ta. Chúng tôi thấy rất là hân hạnh được có cái cơ hội làm việc với lại giám đốc Mark Nguyễn. Và trước hết là chúng tôi cảm ơn đã lên đây để trình bày cái chương trình này ngày hôm nay, và đồng thời chúng tôi cũng mong rằng quý vị tái tín nhiệm anh giám đốc Mark Tuấn Nguyễn vào trong cái kỳ tranh cử kỳ này. Và thưa với quý vị, trong chiến lá phiếu của giám đốc Mark Tuấn Nguyễn sẽ có là cư dân của toàn thành phố Westminster. Nếu quý vị là cư dân của thành phố Westminster mà có ghi danh đi bầu, chắc chắn thì lá phiếu của quý vị sẽ có cái tên của Mark Nguyễn, là Director của Midway City Sanitary, giám đốc của Sở Môi trường Vệ sinh. Thì xin quý vị hãy bầu để tái tín nhiệm ông trong cái vai trò đó cho cái nhiệm kỳ 4 năm tới. Bên cạnh đó thì thưa với quý vị là những người mà cư dân của Midway City cũng có thể bầu, là bởi vì cái Sở Môi trường Vệ sinh Midway City nó bao gồm không chỉ là thành phố Westminster mà kể cả cái Midway City. Cho nên quý vị là những người ở Midway City, quý vị cũng có, trên cái lá phiếu của quý vị cũng có tên của ông Mark Nguyễn, và xin quý vị hãy bầu cho ông Mark Nguyễn. Tiện đây thì chúng tôi cũng nói luôn là chúng tôi cũng ra tranh cử vào chức vụ của thị trưởng của thành phố Westminster, và trong những ngày vừa qua thì chúng tôi cũng có cơ hội để trình bày với quý vị cũng khá nhiều về cái sinh hoạt, cái quá khứ, quá trình sinh hoạt của chúng tôi trong hơn 3 thập niên, cũng như là chúng tôi đã làm việc trong sở môi trường vệ sinh 6 năm và 4 năm ở trong nghị viên của thành phố, nghị viên và phó thị trưởng của thành phố Westminster. Và nay chúng tôi đang ra ứng cử vào chức vụ của thị trưởng của thành phố Westminster. Chúng tôi cũng mượn nơi này để mà xin quý vị hãy bầu phiếu cho chị Charlie Nguyễn. Những người nào là cư dân của thành phố Westminster, tất cả thành phố Westminster, chứ không phải một khu vực nào hết, thưa quý vị, là bầu được cho chị Charlie Nguyễn. Chúng tôi là số 3 trên ô số 3 trên lá phiếu của quý vị trong cái khu vực của thành phố Westminster. Xin quý vị hãy bầu cho chị Charlie Nguyễn. Chúng tôi rất là cảm ơn quý vị, và chúng tôi mong rằng là có cơ hội để tiếp tục phục vụ cho quý vị, không chỉ là trên cái lĩnh vực của sở môi trường vệ sinh, nhưng mà chúng tôi phục vụ trong cái chương trình mà rộng lớn hơn là phục vụ cho cư dân của thành phố Westminster cũng như là cộng đồng người Việt của chúng ta ở đây. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng xin được nói thêm là thưa với quý vị, trong cái chương trình thông tin cuối tuần này chúng tôi không thể không nhắc tới cái sức mạnh của cộng đồng của chúng ta. Sức mạnh của cộng đồng của chúng ta dựa trên cái lá phiếu, và trên cái lá phiếu như vậy, nếu chúng ta là những người là có quốc tịch Mỹ
mà chúng ta không ghi danh đi bầu thì chúng ta mất đi cái tiếng nói của chúng ta. Ở bên Việt Nam chúng ta đã không có cái cơ hội đó. Sang bên này bây giờ chúng ta có cái cơ hội mà để chúng ta có thể nói lên cái tiếng nói của mình, nói lên cái nguyện vọng của mình, mà chúng ta không làm thì chúng ta sẽ mất đi cái cơ hội. Vậy thế cho nên chúng tôi xin được kêu mời tất cả quý vị nào đã là có quốc tịch Mỹ hãy ghi danh đi bầu. Và nếu quý vị đã ghi danh đi bầu thì xin quý vị hãy thực hiện cái việc bầu cử, vì mà lá phiếu được gửi về nhà cho quý vị để quý vị có thể điền vào và gửi đi. Và như vậy chúng ta sẽ có cái sức mạnh cộng đồng qua cái tiếng nói bằng cái lá phiếu. Cho nên chúng tôi tiếp tục kêu gọi quý vị trong cái chương trình mà gọi là bỏ phiếu để mà nói lên cái sức mạnh cộng đồng của chúng ta. Hôm qua vào thứ sáu thì cũng có một cái chương trình văn nghệ đại nhạc hội sức mạnh cộng đồng cũng đã diễn ra một cách rất là tốt đẹp, và chúng tôi cũng cảm ơn tất cả những người đã tham dự trong cái buổi ngày hôm đó. Và chúng ta tiếp tục và đi bầu để nói lên cái tiếng nói của sức mạnh cộng đồng. Thưa với quý vị, một lần nữa tới đây thì chương trình cũng đã hết rồi, cho nên chúng tôi xin được cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình. Xin mời giám đốc Mọc Nguyễn gửi lời chào đến tất cả mọi người. Dạ, xin cảm ơn quý vị và xin kính chào quý vị với sự ủng hộ của quý vị. Cảm ơn. Và một điều nữa chúng tôi xin được thưa với quý vị là nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc nào, quý vị có thể gọi về văn phòng tranh cử của chúng tôi là 714-576-4330, 714-576-4330, hoặc là có thể lên văn phòng của chúng tôi ngay ở khu Bô Sa đối diện Phước Lộc Thọ, ở trên lầu của Hủ tiếu Thanh Xuân, phòng 204. Thưa với quý vị, một lần nữa xin cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình thông tin cuối tuần hàng tuần của đài VBS, và chúng tôi xin được trở lại với quý vị trong chương trình kỳ tới. Xin cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình.